Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì Đẹp Trai. Đúng cà phê kìa. Thì hôm gài các bạn cũng đã thấy là hết Tết rồi các bạn ơi. Người ta nói là hết Tết là hết tiền, bây giờ phải đi làm thôi. Thì bà con dưới quê bây giờ đang chuẩn bị chạy lên thành phố để đi làm các bạn. Không nghỉ mười mấy ngày rồi hết tiền rồi. Thì những cái người mà Việt Kiều về Việt Nam á, họ về Việt Nam cũng có tháng trời các bạn, cũng là hết tiền rồi, bây giờ cũng phải chuẩn bị về Mỹ thôi. Thì các bạn nếu mà bây giờ ra sân bay Tân Sơn Nhất á, thì các bạn sẽ thấy là Việt Kiều bây giờ đang đóng gói, đóng đồ để chuẩn bị lên máy bay đi về Mỹ các bạn. Đi về nước Mỹ tươi đẹp, để cày như con trâu. Thì cái cảnh tượng ở sân bay Tân Sơn Nhất nó khá là buồn các bạn. Không, người nào mà lớn lớn tuổi, có người gia đình ở Việt Nam á, thì họ nói là chị ơi chị đi đi Mỹ rồi, chị đừng quên tụi em nha, anh ơi anh đi Mỹ rồi anh nhớ gọi điện về cho tụi em nha. Thì đó là những cái người mà họ có anh em bà con bên Việt Nam các bạn, họ chia ly. Còn những người nào mà về Việt Nam mới mới cưới vợ thì nó khóc lóc ý ơi, em ở Việt Nam em đừng cứ làm gì cứ lỗi với anh nha, anh về Mỹ anh kiếm tiền anh bảo lãnh đem qua. Còn nhỏ này khóc, anh yên tâm đi, em ở Việt Nam em không có làm gì cứ lỗi với anh đâu. Anh đi Mỹ anh nhớ bảo lãnh đem qua sớm sớm nha. Rồi thì đó là những cái cảnh tượng ở sân bay Tân Sơn Nhất các bạn. Thì các bạn có nhiều bạn không hiểu là ủa tại sao Việt Kiều không về Việt Nam đi làm mà tại sao phải qua Mỹ đi làm các bạn, hay không? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề bữa nay đi. Thì các bạn biết ở Mỹ này thì thường thường mình đã nói với các bạn rồi, các bạn đi làm một năm thì các bạn dư tầm 5-6 ngàn đô thôi, giống như là trả tiền nhà tiền này tiền nọ. Thì có nhiều người họ đi làm 3-4 năm họ dư được tầm 15-16 ngàn đô la thì họ về Việt Nam ăn Tết các bạn. Thì hôm gà Việt Nam ăn Tết vui quá trời ơi, lì xì công nhận Việt Kiều Việt Nam lì xì sướng tay các bạn, lì xì mỗi tay luôn. Thì nói chung là bây giờ cũng hết tiền rồi, bây giờ phải đi về Mỹ để đi làm được chứ, tiền đâu mà lì xì hoài vậy trời. Đó bây giờ thì hôm gà ở bên Mỹ các bạn biết không, hôm gà ở bên Mỹ ok. Thì có những người Việt Kiều mới trở về Mỹ luôn, gọi điện thoại lên, alo anh ơi, anh tìm anh còn cần thợ không anh ơi, anh em đi Việt Nam mới qua không. Thì không ngày có rất là nhiều người xin việc làm các bạn ở đâu cũng vậy thôi, tại vì bây giờ là trời nó bắt đầu ấm lên rồi, bạn thấy không, trời nó bắt đầu ấm lên rồi thì những cái tiệm nail nó khá là bận rộn. Thì bây giờ những cái người mà đi Việt Nam về đó thì họ cũng hết tiền rồi không. Ở Việt Nam 17 ngày xài dữ quá, mà bây giờ qua Mỹ phải đi làm chứ không làm tiền đâu xài trời. Thì đó là cái tình trạng chung ok. Thì với lại các bạn biết không, khi mà mình không nói những người lớn tuổi, mình nói những anh chàng trẻ trẻ đi ok, những anh chàng trẻ trẻ đi, thì người ta thường hay nói là đa số 10 người đàn ông về Việt Nam là 10 người có bồ bạn. Mình không biết là tụi nó có vợ chưa, nhưng mà 10 người đàn ông về Việt Nam là 10 người có bồ. Còn 10 người Việt Nam mà về Việt Nam mà không có vợ là bảo đảm có vợ liền ok. Thì hồi xưa các bạn biết không, hồi xưa thì sống độc thân ở bên Mỹ, đi làm thì cũng cà lơ phất phơ thôi, giống như là bữa làm bữa nghỉ các bạn, giống như mình kể các bạn ok. Giống như ở bên Mỹ này á, thì thường thường đi làm nail á là người ta sẽ chia ra cái mùa ok. Thì cái mùa mà đi làm nail mà đắt nhất á, là từ tháng 3 nè ok, có nghĩa là vài bữa nữa đó thì trời đã ấm lên rồi, thì tháng 3 nè, tháng 4 nè, tháng 5 nè, tháng 6 nè, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, thì những cái tháng đó là những cái tháng làm được, là làm rất là nhiều tiền, tại vì trời nóng mà ok, là có khách hoài luôn. Thì bắt đầu từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 á là nó bắt đầu ế xuống, chỉ có những cái ngày lễ như là lễ Noel hay là lễ tạ ơn á thì những cái ngày nó mới đông thôi ok. Thì vào cái ngày lễ Noel á thì chỉ có đông có một tuần đó thôi, thì những cái tiệm nail họ rất là cẩn thợ. Thì ngay lúc này là cái lễ Noel là chuẩn bị Tết bên Việt Nam rồi bạn, thì thợ nail bây giờ rất là chảnh các bạn. Họ giờ họ nói chị ơi em nghỉ một tháng em về Việt Nam, thì bà chủ bà chơi với các bạn, bà nói là trời ơi còn có mấy ngày nữa Noel rồi sao không làm xong Noel rồi về. Thì ngay lúc này á họ đang có cái tâm trạng là họ muốn về Việt Nam ăn Tết các bạn. Thì bà chủ tiệm nail bà nói là còn có mấy ngày nữa Noel rồi tại sao không làm Noel xong rồi hãy về, đúng không? Thì họ không muốn, bạn nói là thôi tôi muốn đi về Việt Nam tôi phải đi liền. Thì các bạn biết hồi xưa khi mà họ chưa có vợ á thì họ làm đủ tiền họ nghỉ các bạn, họ không muốn làm nữa. Thì bây giờ bà chủ nói là trời ơi còn vài bữa nữa nghỉ thợ đâu làm, thì họ nói thôi
bây giờ tôi nói là tôi về Việt Nam, ok, ngày mai là tôi về Việt Nam, là tôi về Việt Nam. Thì bà chủ mới nói ok, gì mày về đi. Thì khi mà những cái người này họ nghỉ như vậy để họ về Việt Nam ăn Tết á, thì họ họ phải về cả tháng trước Tết bạn. Thì bà chủ bà phải mướn thợ mới vô, ok. Thì bây giờ là họ đi Việt Nam họ ăn Tết xong rồi, ok. Họ ăn Tết xong rồi, bây giờ họ gọi điện thoại lại cho bà chủ: alo chị ơi, hồi xưa là họ nói là bây giờ tôi về Việt Nam, tôi phải về Việt Nam, tôi muốn nghỉ một tháng, ok. Bây giờ họ về Việt Nam họ nghỉ một tháng xong rồi, họ hết tiền rồi, thì bây giờ họ nói là: alo chị ơi, chị còn cần thợ nail không? Thì bà chủ nói là không. Thì cái người này họ bị mất việc làm hoàn, ok. Thì các bạn biết không, hồi xưa khi bà ở bên Mỹ thì chưa có vợ đó, thì họ kệ đi, có thôi, không nghỉ làm 2 3 ngày cũng không chết ai. Bây giờ về Nam quen em gái đẹp quá rồi, không, bây giờ về Mỹ là cái mục đích là phải kiếm thiệt nhiều tiền để bảo lãnh cái em gái đẹp qua, đúng không? Mình không bảo lãnh nó qua mất công thằng khác nó vớt thì sao đó, đúng không? Việt Nam là dễ quen vợ đẹp lắm bạn. Vậy qua bây giờ phải phải kiếm việc làm, trời, cái bà chủ này bà chơi ác quá, mới mới nghỉ con tháng trời mà bà vô người bà vô thợ mới rồi. Bà chủ này kỳ quá, các bạn biết không? Đó là cái tình trạng chung ở bên Mỹ này. Thì thường thường á, khi mà thợ nail mà nó muốn nghỉ á, là nó nghỉ ngang vậy đó, nó thông báo trước. Thì những cái bà chủ tiệm nail này bà rất là chơi với các bạn, mà nó trời nghỉ mà không thông báo trước gì, nghỉ ngang gì thợ đâu làm, thì bà chủ bà phải vướng thợ khác vô để mà có thợ làm các bạn. Thì những cái người này họ họ không quan tâm tới vấn đề đó, ok, họ 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 ở Việt Nam, thì họ đi Việt Nam xong bây giờ họ quay trở lại thì họ muốn cái việc làm đó lại, tại vì cái tiệm đó khách ngon quá, khách đông quá, bây giờ họ muốn cái đi đi làm lại. Thì bà chủ bà đã vô thợ mới rồi, thì họ lại trách là: trời ơi, mới đi Việt Nam có 1 tháng mà bà vô thợ mới không có tình nghĩa gì, không có đạo nghĩa giang hồ gì vậy. Thì họ trách móc người ta các bạn, ok. Thì bây giờ với một cái tâm trạng là về Việt Nam ăn Tết rất là vui các bạn, nhưng mà bây giờ là hết Tết là hết tiền rồi, bây giờ lại thêm gánh nặng là lấy có vợ nữa các bạn, bây giờ là phải gán làm để nhiều tiền hơn. Nếu mà không bảo lãnh nó qua, mấy mấy cái thằng đại gia bên Việt Nam đó nó cua mắt, mà bảo lãnh nó qua xong mà nó thấy mình nghèo quá, mấy mấy thằng chủ tiệm nail cũng cua mắt luôn. Bây giờ phải suy nghĩ sao đây, ok. Thì cái nghề nail này nó rất là bạc bẽo các bạn. Các bạn biết không, khi mà các bạn làm nail á, các bạn đi làm nail á, có nghĩa là các bạn phải làm ít nhất là 6 tháng trời thì khách họ mới thích các bạn. Không, mà các bạn mà mới vô cái tiệm mới á, các bạn không có khách làm, tại vì khách nó không thích các bạn. Mà mấy cái thợ nail khác tụi nó dành hết rồi, tụi nó không cho các bạn làm. À, thì các bạn làm nail ở cái tiệm kia tầm 3 năm trời thì các bạn cũng đã có cái lượng khách thích các bạn rồi. Thì các bạn cũng đã kiếm được một cái số tiền kha khá rồi, ok. Thì bữa nay các bạn chảnh chẹ đi đi Việt Nam không, nghỉ nghỉ ngang không, bây giờ các bạn biết không, người ta thường hay nói là ăn cây nào thì rào cây đấy, ok. Và bây giờ các bạn muốn về Việt Nam thì các bạn nói chuyện với bà chủ đi, thương lượng: chị ơi, cho em về Việt Nam 1 tháng đi, 1 tháng sau em qua em làm cho chị nữa. Thì các bạn nói như vậy đi, để mà người ta giữ chỗ cho các bạn. Những cái người này khi mà họ về Việt Nam họ nói: ê, tôi nghỉ nha, tôi không làm nữa, ngày mai tôi đi Việt Nam. Thì họ nghỉ ngang vậy đó các bạn, ok. Thì bà chủ nói là: trời, mà bây giờ nghỉ rồi ai làm, thì họ không quan tâm vấn đề này các bạn. Bây giờ họ đi Việt Nam, thì khi mà họ đi Việt Nam xong về rồi á, thì họ lại cần cái việc làm, bây giờ là họ cần cái việc làm và để lãnh con vợ đẹp qua. Thì bây giờ bà chủ không mướn nữa, tại vì bà chủ đã đủ thợ rồi, không, bà chủ không chơi với nó nữa, ok. Thì bây giờ nó bối rối các bạn: trời ơi, cái chỗ làm ngon quá mà giờ mất rồi, tức quá. Trời, bà chủ này mới nghỉ con tháng vô người mới kỳ quá vậy. Thì họ lại đi tiệm khác các bạn, họ đi tiệm khác. Thì hồi xưa khi mà họ họ chưa có vợ đó thì họ rất là thoải mái, tại vì họ kệ, bữa nay có khách thì có khách, không có khách thì thôi. Nhưng mà bây giờ là họ phải lãnh con vợ qua các bạn, ok, là tiền, ok, vấn đề là tiền. Mà bây giờ có vợ đẹp là phải tốn tiền lắm, trời, mua son, mua phấn, mua này mua nọ, mình không mua là thằng khác nó mua là sao, ok, lại tiền nữa. Hồi xưa làm tiệm kia thì ngon rồi, không, anh biểu đi Việt Nam nghỉ nghỉ ngang chi, bây giờ phải phải đi qua tiệm khác làm. Đi qua tiệm khác làm á thì khách nó thấy mình mới, nó không thích mình các bạn, không, tại nó khách mà nó thích người quen làm, ok. Bây giờ mình vô tiệm mới làm, mình ngồi cả buổi không có khách nào, mà ví dụ có khách vô á, hả, thợ nó dành hết rồi, nó không cho mình làm.
Trời, bây giờ đó, tiền mà tiền nó dồn vô đầu của mình không. Con vợ bên Việt Nam thì nó than: anh ơi, nhà em cần sửa nhà, anh ơi, ba mẹ em bị bệnh, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Thì đang nói trời trời, mà bây giờ bên đây đi làm nail á, không đi làm cái tiệm này á thì khách nó không thích mình, bây giờ đi làm tiệm kia á thì ông chủ không thích mình, bây giờ đi làm tiệm khác á thì mình không thích ông chủ. À, đi làm tiệm khác á, thì mấy 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 thợ nail kia tụi nó giật khách của mình. Mình nói trời trời, từ ngày các bạn biết không, hồi xưa có chỗ làm ăn ngon á thì không chịu làm, nghỉ ngang phải không. Bây giờ cần việc làm, cần tiền thì lại không có chỗ ngon làm. Thì bữa hôm nay vô làm tiệm này được 2 ngày, cái ông chủ cà chớn quá nghỉ qua tiệm khác làm, có nghĩa là 2 ngày này không có khách các bạn, tại vì làm mà ông chủ kiếm chuyện quá, tiền đâu có, ông chủ không 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 trả lương luôn. Xong rồi 2 ngày sau lại qua tiệm khác làm được 2 ngày, cái bà chủ kiếm chuyện tiếp, nghỉ tiếp. Xong rồi 2 ngày sau qua tiệm kia làm, mấy mấy người Việt Nam giành giành giật quá, không có khách luôn. Như vậy thì nguyên một tuần đó không kiếm được tiền các bạn. Mà giờ gọi điện thoại vợ cho con vợ bên Việt Nam không, chưa chưa mở miệng lên á không. Đáng lẽ là trời, bây giờ cả tuần rồi, đi đi làm ba ba tiệm nail rồi các bạn, đi đi Việt Nam hết tiền rồi, bây giờ về Việt Nam ăn xài dữ quá không, lì xì cho con cháu dữ quá. Ở Việt Kiều mà lì xì nè, Việt Kiều mà lì xì nè, Việt Kiều mà lì xì nè. Rồi bây giờ về Mỹ hết tiền rồi bạn, trong túi không có ăn cắt nữa, bây giờ phải đóng tiền nhà, tiền điện, tiền xe, mà bây giờ phải mỗi tháng phải chu cấp cho con vợ đẹp nữa không. Mình không chu cấp, mấy thằng đại gia nó chu cấp, ai ai biểu diễn năm bây giờ đẹp gì không. Rồi bây giờ tưởng qua Mỹ là kiếm được tiệm nail ngon làm, ai ngờ tiệm nail ngon mắc mắc chỗ làm rồi. Thôi bây giờ tiệm tiệm nail ngon mắc chỗ làm rồi thì mình đi kiếm tiệm khác các bạn không. Mà bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn rồi, mấy 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 thợ nail tụi nó giành giật quá, tụi nó không cho mình làm các bạn không. Mình thợ mới mà mình vô, tụi nó nói: ê, khách này của tao á, mày mày không làm nha, khách của tao, ê ê, còn đó của tao nha, mà không làm nha. Mình nói trời má ta, bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn này không, đi làm thì tụi nó thấy mình thợ mới, tụi nó dành hết, tao không cho mình làm đó. Rồi đi đi tiệm khác á, ông chủ nói: mày làm xấu vậy, mày làm xấu gì mày làm mất khách tao sao không. Đi tiệm kia thì bà chủ nói: trời ơi, sao giờ làm không không giờ không đi đúng giờ vậy. Mình nói trời, bây giờ tiếc lại rồi, giống như là các bạn biết, mỗi một lần mà các bạn đi Việt Nam á là các bạn sẽ bị mất việc làm. Cái này mình nói thiệt nha, cái này mình các bạn biết không, hồi người Việt Nam của mình ở bên Mỹ á thì họ hay đi làm hãng hoặc là đi làm nail. Thì khi mà các bạn đi làm hãng á thì mỗi một năm các bạn chỉ nghỉ được 2 tuần vacation thôi, có nghĩa là 14 ngày, ok. Nhưng mà các bạn nghĩ coi, các bạn đi Việt Nam mà các bạn đi có 2 tuần thôi đó, thì nó thật sự thì các bạn chơi không đã, ok. Thì có nhiều người họ đi làm hãng á là họ chỉ được nghỉ 2 tuần thôi. Thì bây giờ họ vô hãng họ xin là: chủ ơi, cho tôi nghỉ 4 tuần đi, tôi muốn về Việt Nam thăm quê hương của tôi, quê hương là chùm khế ngọt, tôi muốn về Việt Nam đi để hái khế. Thì bây giờ ông chủ Mỹ dám nói là: ok, bây giờ nói thật sự với mày á, là cái luật là mày chỉ được nghỉ 2 tuần thôi, mà bây giờ mày lại nghỉ 4 tuần thì cũng không được, ok. Thì các bạn biết rất là khó. Thì những cái người này, có nhiều người họ đi làm hãng á thì gia đình họ có chuyện á thì họ phải nghỉ thôi bạn. Họ nói là: ok, bây giờ ông không cho tôi nghỉ, tôi cũng phải nghỉ thôi, tại vì gia đình tôi có chuyện, tôi phải về Việt Nam gấp. Thì họ phải nghỉ ngang các bạn, có nghĩa là cái chuyến đi Việt Nam này á là họ sẽ bị mất việc làm, tại vì trong hãng á họ chỉ cho mình nghỉ 2 tuần thôi. Thì bây giờ ông chủ nói: ok, bây giờ ta sẽ cho mình nghỉ 2 tuần, thì bây giờ mày về Việt Nam 2 tuần đi, nếu mà 2 tuần sau mày quay lại mày làm á thì mày vẫn bình thường, nhưng mà nếu mà 2 tuần sau mà ta không thấy mày á, có nghĩa là mày game over, có nghĩa là mày hết chơi, là mày bị đuổi đó. Thì đi làm hãng là như vậy đó, cho nên có rất là nhiều người họ không thích đi làm hãng, ok. Thì có nhiều người Việt Nam khi mà họ về Việt Nam á, mặc dù những người khác nhìn vô họ thấy họ vui lắm, ôi trời ơi, anh chị về Việt Nam vui quá vui quá vui quá, nhưng mà trong lòng họ có một cái tâm trạng rất là đau các bạn, có nghĩa là họ đang bị mất việc làm. Thì sau cái chuyến đi Việt Nam này rồi đó, họ qua Mỹ đó, họ sẽ làm ở đâu, cái câu hỏi là họ sẽ làm ở đâu.
Tại vì dù sao họ cũng đã làm ở trong cái hãng đó 5 năm, 10 năm rồi, tiền lương cũng khá là ổn rồi. Mà bây giờ họ đi Việt Nam, ok, mà bây giờ họ đi 3 tuần, 4 tuần mà họ chưa về đó thì cái hãng nó sẽ tự động đuổi họ, ok. Thì họ đi Việt Nam xong rồi, mặc dù vui thì vui thiệt, nhưng bây giờ họ về lại Mỹ thì họ phải bắt đầu lại từ đầu, đó chính là đi kiếm việc làm các bạn, ok. Đó, tâm trạng quá. Còn những cái người mà họ đi làm nail quá thì họ rất là thoải mái, không, bây giờ họ muốn đi 1 tháng, 1 tháng rưỡi, 2 tháng cũng được nữa. Vô nói: bà chủ, ngày mai tôi đi Việt Nam, bà đừng hỏi nữa. Ok, ngày mai tôi đi Việt Nam, bà đừng hỏi nha. Thì họ họ nghĩ ngang các bạn, họ chỉ vô nói với bà chủ thôi. Thì họ họ đi Việt Nam họ chơi 1 tháng, 1 tháng rưỡi bình thường, tại vì đi làm nail mà, họ thích họ làm, họ không thích thôi. Nhưng mà khi mà họ họ đi Việt Nam chơi xong rồi họ qua đó thì họ họ không có tiệm nail để làm, thì bây giờ họ phải gọi tiệm nail vòng vòng để họ làm. Bữa nay họ gọi tiệm này: alo anh ơi, tiệm anh còn cần thợ nail hay không? Thì tiệm nail này sẽ nhận họ vô. Thì bữa nay họ vô tiệm nail này thì ông chủ cà chớn quá: mày làm gì, mày làm xấu gì mày, hả, mày làm xấu vậy? Thì họ nghĩ ra, họ nghĩ xong rồi họ 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 lại ở nhà 1 ngày nữa, có nghĩa là bây giờ họ qua Mỹ, ok, họ gọi điện thoại tiệm nail này họ đi làm. Thì họ đi làm tiệm nail này có nghĩa là hôm qua họ không đi làm, rồi bữa nay họ đi làm, mà bữa nay họ đi làm mà họ vô tiệm nail họ làm xấu, ông chủ đuổi họ đi về, là họ lại nghỉ thêm 1 ngày nữa là 2 ngày, rồi ngày mai họ lại kiếm việc làm nữa, có nghĩa là 3 ngày. Thì sơ sơ thôi là 3 ngày họ không kiếm được tiền rồi, ok. Rồi họ ngày mai họ đi làm tiệm nail khác thì cũng lại bị đuổi nữa là 4 ngày, có nghĩa là 4 ngày họ không kiếm được tiền. Thì ngày thứ năm họ lại nghỉ là 6 ngày, rồi 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 có nghĩa là nguyên 1 tuần họ không kiếm được đồng cắt bạc nào cả, ok. Thì đi Việt Nam thì vui lắm, nhưng mà mỗi một lần đi là mất việc làm, mỗi một lần đi là mất việc làm, ok. Thì 10 người về Việt Nam là 10 người có bồ các bạn. Bây giờ là mấy em ở Việt Nam tưởng mình là đại gia, không, về Mỹ là có tiền, nhưng mà họ đâu biết là bây giờ mình đang thất nghiệp, không, đi Việt Nam xài dữ quá mà, không, ăn nhậu xả láng, không, bây giờ về Mỹ không có việc làm các bạn. Bây giờ cái mỗi lần mà cái em bên Việt Nam gọi thôi qua trời thấy nản quá. Hồi 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 mấy mấy ngày trước còn chia tay bên Việt Nam, không, còn dẫn em đi Đà Lạt không, ngắm hoàng hôn, ăn ăn ở khách sạn 5 sao, bây giờ mấy ngày không không có việc làm mà trời ơi ông nội ơi, bây giờ có tiệm nail nào mướn tôi không chị? Nó nói thật sự thì những cái người thợ nail này á, họ rất là khó kiếm việc làm các bạn. Tại vì thứ nhất họ không có tay nghề, thứ hai là họ làm họ không có tâm, giống như họ làm họ thích nghỉ họ nghỉ, họ không thích họ thích nghỉ họ nghỉ, họ thích làm họ làm, rất rất là khó cho người ta các bạn. Giống như bữa nay họ muốn đi Việt Nam là họ đi Việt Nam liền, họ không báo cho người ta, ok. Thì bây giờ họ họ đi Việt Nam xong rồi, họ ăn Tết xong rồi, thì ăn ăn hết Tết rồi, hết tiền rồi. Bây giờ họ qua họ kiếm việc làm thì không có việc cho họ làm. Okay. Thứ nhất là người ta không mướn, ok. Thứ hai là họ làm không lại. Bây giờ về Việt Nam quen được mấy em gái hot girl vậy đó, hot dog vậy đó. Bây giờ phải chu cấp cho em, bây giờ chết rồi, không gài đi, không gài 2 tuần rồi không có việc làm. Bây giờ em gái bên Việt Nam gọi thoại qua xin tiền. Anh ơi, anh có thể cho em 500 đô để em mua đồ được không? Thì các bạn biết không, đối với người Việt Nam 500 đô rất là đơn giản các bạn. À, 500 đô là 10 triệu à, 500 đô chẳng lấy Việt kiều không có 500 đô trời. Không, chẳng lấy Việt kiều không có 500 đô. Mà bây giờ cái mấy cái anh Việt kiều này bây giờ ngồi ở Mỹ trời, nó không giờ không có đi làm tiền đâu 500 đô trời. Thì bây giờ những cái người này họ phải đi mượn các bạn ơi. Có tiền cho tôi mượn 500 đô đi. Thì người ta hỏi mày làm gì mượn 500 đô mày? Thì các bạn biết 500 đô thì rất là ít, nên nếu mà tính theo kiểu bên Việt Nam thì 500 đô có thể là khá là nhiều các bạn, nhưng mà thời buổi bây giờ 500 đô cũng cũng khá là ít. Không, thì mượn 500 đô gửi cho các em bên Việt Nam đó, thì đó là cái tình trạng chung của những cái người đi sau khi mà đi Việt Nam về các bạn nhé. Thì các bạn biết ông thợ nail á, uống cà phê. Thợ nail các bạn biết không, khi mà họ có vợ đó là họ đi đi Việt Nam hoài à. Cũng giống như bữa hôm nay mình mướn thợ nail này vô, ok. Thì họ gọi vô, họ nói: alo anh còn cần thợ nail, em mới đi Việt Nam về. Thì mình nói là ok, tiệm em cũng cần, thôi anh vô làm đi. Thì họ vô làm xong cái mình hỏi họ là: ủa anh đi Việt Nam rồi chừng nào anh đi nữa?
thì họ nói là chắc cuối năm nay đi đi nữa. Thì có nghĩa là bây giờ trong đầu mình nói là ok cuối năm nay mày đi không, mày 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 nói từ trước, thì mày không nói từ trước là tao đọc mày. Thì khi mà mình biết là họ cuối năm nay họ sẽ đi Việt Nam nữa đó, có nghĩa là mình biết là có thể họ sẽ nghỉ ngang các bạn. Có nghĩa là thí dụ bây giờ mình hỏi họ là bây giờ là tháng tháng 2 đúng không, thì mình hỏi là ủa anh mới đi Việt Nam về hả, mới có vợ không, cuối năm nay về lãnh vợ phải không, thì mình đoán trước được là tầm tháng 12 là thằng ấy nó sẽ về Việt Nam các bạn. Thì mình hỏi nó là chừng nào anh đi Việt Nam anh nhớ nó nói em trước nha. Nó nói ok, các bạn biết không. Thì tới tới cuối năm mà cái nó vô nói nhân nhân ngày mai anh đi Việt Nam nha. Cái mình nói ông nội kêu kêu nó trước một tháng mà không nói, bây giờ con ngại nói gì. Cái nó nói anh phải đi Việt Nam tại vì anh phải về Việt Nam cưới vợ. Thì họ nghĩ ngang các bạn, họ nghĩ ngang thì mình cũng phải chịu thôi. Bây giờ ngày mai là họ đi Việt Nam rồi không, mình đã dặn trước với họ là chừng nào đi Việt Nam là nói trước một tháng nha ông nội. Thì họ họ nói ok, đã xong rồi cái họ họ không nói mà, như vậy thì mình cũng phải chịu thôi đó. Thì sau khi mà họ đi Việt Nam xong về cái họ gọi cho mình, họ nói alo Nhân ơi, còn cần thợ nail không. Cái mình mới nói là tiệm có thợ anh ơi, anh đi chỗ khác đi. Thì họ không được vui bạn, giống như là họ đổ lỗi với mình. Ok thì nó nói chung là cái tình trạng là như vậy các bạn. Sau khi mà về Việt Nam chơi vui quá các bạn, các bạn chứ về Việt Nam là tâm trạng rất là phấn khởi không, vừa Tết vừa Việt Kiều nữa, cho nên xài hơi lố, bây giờ thâm hụt. Bây giờ về Việt Nam thì gánh nặng trọng trách không, tiền nhà tiền điện rồi tiền con vợ nữa. Bây giờ không biết là mình không gửi tiền về cho con vợ mình nó có làm gì bậy bạ không trời. Bây giờ mình phải gửi tiền để mình nuôi nó chứ, mình không gửi tiền nó mới mất công mấy thằng khác nuôi sao. Ok không được không được không được đó. Thì thường thường thì những cái người mà về Việt Nam cưới vợ đó thì theo như mình biết là cuối năm nay họ sẽ về nữa, có nghĩa là trong năm nay đó, có nghĩa là trong năm nay họ phải dư ít nhất là 10.000. Nhưng mà các bạn thấy không, hổng gà họ về Việt Nam một tuần mà họ không kiếm được việc làm không, mà bây giờ họ phải đi gửi tiền về cho con vợ đó, mà thì nói thật sự thì năm nay họ không dư rồi không. Bây giờ là Việt Kiều là không dư nổi với các bạn, tại vì năm nay là thiếu hụt quá mà. Coi về Việt Nam chơi cho đã lên rồi không có việc làm, bây giờ có vợ thì là tội nghiệp quá mà. Thì đó là cái tình trạng sau Tết các bạn. Không, bây giờ là mình ăn Tết vui thì mình phải cày. Nhưng mà có nhiều người họ họ không tính xa các bạn, họ chỉ tính gần thôi. Có nghĩa là ok bữa nay tôi về Việt Nam tôi muốn nghỉ, tôi về Việt Nam xong tính sao. Thì khi mà họ về Việt Nam xong rồi họ quay lại họ không kiếm được việc làm các bạn. Thì cũng có nhiều người Việt Nam cũng đi đi Việt Nam đó, nhưng mà người ta đàng hoàng, người ta nói là alo chị ơi, cho em về Việt Nam tháng thôi chị, em hứa với chị là một tháng sau em quay trở lại em làm cho chị. Thì mình hứa với người ta đàng hoàng thì người ta sẽ giữ chỗ cho mình. Thì mình về Việt Nam thì mình cũng gọi thoại qua alo chị ơi em quay trở lại nha, chị giữ chỗ cho em nha. Thì mình đàng hoàng thì người ta đàng hoàng mình. Còn thợ nail ấy, ngày mai tôi nghỉ nha, tôi không đi làm, tôi đi Việt Nam, thì họ không thèm nói gì chứ mà. Họ đi đã đợi tháng tháng rưỡi sau cái alo còn cần thợ nail không, thì người ta không nhận các bạn, tại vì người ta không muốn nhận những người này. Thì nhận vô rồi năm sau nó lại đi Việt Nam nữa, nó lại chơi chiêu này nữa. Ok mình không chơi với họ. Thì đó là cái tình trạng của thợ nail gì các bạn nhé. Thợ nail bây giờ là hết Tết là hết tiền là phải đi làm rồi. Bây giờ là cũng không có việc làm luôn các bạn. Hay bây giờ mà con vợ bên Việt Nam mà nó biết được thì chắc nó bỏ mình mà. Bây giờ là chuẩn bị là đi làm để lãnh vợ qua, 6 tháng sau là con vợ qua rồi các bạn nhé. Thôi bây giờ mình kết thúc video thì để kể sau nha các bạn. Tạm biệt các bạn.